Moses. Vẫn đang là Moses. Kesley rất nguy hiểm. Sự lợi hại của hàng tấn công Sài Gòn FC đã được phát huy trong tình huống vừa rồi. Chỉ cần một chút sai sót ở vòng ngự của Simang Zervis. Moses rất nguy hiểm. Antonio Carlos không vào. Đây là một tình huống xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng. Một cách rất vô duyên trên phần sân nhà, cực kỳ nguy hiểm. Antonio Carlos, Moses và Huỳnh Kesley liên tục tạo ra được những tình huống trong vòng trước khung thành của thủ môn Mạnh Dũng. Nguyễn Rosario. Áo da cam đã có mặt trong khu vực 16-50 của đội chủ nhà. Rất nguy hiểm. Wow. Đó là một tình huống phá bóng của thủ môn Mạnh Dũng, nhưng rất may là trọng tài đã căng cờ bắt lỗi việt vị. Một tình huống phá bóng không tốt của Mạnh Dũng, bóng đã trúng vào người một cầu thủ của Sài Gòn FC bay vào lưới, nhưng trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị. Quá đơn giản đối với Đặng Văn Thành sau khi mà Gustavo đã vẫn đang là Gustavo, anh đang xoay trở trong khu vực 16-50 của các cầu thủ Sài Gòn FC. Thứ hai, cầu thủ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Cầm đầu trong bàn thắng vừa rồi của Simang Zervisai Ninh Bình thuộc về Gustavo.